29, bé hổ Kitty. Lại một ngày đẹp trời nữa tại mầm non cây thông. Bọn trẻ hôm nay làm gì nhỉ? Kitty đi đâu rồi? Kitty! Kitty! Con bé đi đâu rồi? Chào các con. Bây giờ thầy sẽ dạy các con vẽ một con chim. Xem kỹ nhé. Đầu tiên vẽ một đường nguệch ngoạc ở đây, thêm một số gai ở đây nữa, và sau đó vẽ mắt của nó. Và đừng quên đôi chân của nó. Huấn luyện viên Mark, tôi có thể nhờ anh một chút được không? Được rồi, các con tự tập đi. Thầy sẽ trở lại ngay. Chuyện gì vậy cô Olivia? Làm sao để dễ vậy? Ba Boo, tớ thích mấy quả chuối cậu mang cho tớ ngày hôm qua. Tớ muốn cậu mang thêm vài quả ngày hôm nay. Tớ vẽ củ cải đẹp lắm nè. Này Vic, nhìn Rainbow kìa. Rainbow. Đừng đánh thức cậu ấy vậy. Cô bé cao chừng này. Cô bé là một con hổ. Anh đã nhìn thấy chứ? Tôi không thấy, nhưng tôi sẽ giúp cô tìm cô bé. Tiki, đủ rồi, đừng đánh thức quái dậy. Mắc cười quá. Đi thực hành vẽ nào. Nếu cô Olivia bắt gặp chúng ta thì sao? Đi nào. Được rồi, chúng ta vẽ nào. Này, bút của tớ đâu? Bút của tớ cũng biến mất rồi, Ba Boo. Cậu biết đấy, hoàng tử Tiki, cậu có thể sử dụng tớ. Nó cũng biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã trộm bút của tớ rồi? Chắc chúng bay đi rồi chăng? Tiki, chuyện gì vậy? Tất cả bút của tớ đã biến mất. Thật sao? Phải. Làm sao đây, không thể dễ mà không có bút. Mình tìm kỹ hơn đi. Nó ở đâu đó thôi. Gì vậy? Bút của tớ, nó đâu mất tiêu rồi. Có chuyện gì vậy Bram? Tiki, có phải cậu đã lấy bút của tớ không? Không phải tớ. Có lẽ một con ma đã lấy chúng. Phải, một con ma. Vic, đừng dọa chúng tớ nữa. Không có ma cỏ gì hết. Cậu ngốc thật. Phải, cậu thật ngớ ngẩn. Phải không Ba Boo? Tớ đồng ý với Tiki. Một con ma. Rambo, chuyện gì xảy ra vậy? Đằng sau cái bàn kìa. Brian, em sợ lắm. Nhìn qua đó xem, tớ thấy cái gì đó đang di chuyển. Mình qua nhìn thử chút đi. Nó đâu rồi? Tớ sẽ đi được chứ. Quái vật, dừng lại ngay đó. Các cậu, đến đây đi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là một bé hổ thôi. Tớ thích sọc của cô bé. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cô bé trước đây. Có lẽ bé là người mới. Cô bé thật dễ thương. Cô bé dễ thương nhất. Để tớ xem. Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Nhìn nè các cậu, nhìn vào đôi chân nhỏ của cô bé đi. Kitty, con đây rồi. Cô đã tìm con khắp nơi đó. Cô bé này là ai ạ? Tên cô bé là Kitty. Hôm nay bố mẹ cô bé rất bận, vì vậy chúng ta sẽ chăm sóc cô bé. Các con, ai muốn giúp trông em nào? Cô Olivia, con làm được, con sẽ làm được. Tuyệt vời, chăm sóc tốt nhé. Kitty, đây là mật ong yêu thích của anh, nó ngon lắm, em thử đi. Kitty, em đang lãng phí nó đấy. Cho vào miệng đi. Chú ý, những hộ vệ rừng, hãy lắng nghe đây. Kitty, em là lãnh đạo của chúng ta. Đây. Nếu chúng ta đánh bại khỉ, thì chúng ta sẽ là những anh hùng của khu rừng. Đi nào.
Hoàng tử Tiki, họ tới tìm ta kìa. Tấn công, chạy mau. Raya, chúng ta chưa sẵn sàng. Được rồi các con, đã đến lúc dọn dẹp lớp học. Vâng. Tôi đã bỏ lỡ chỗ này. Giờ tới xong rồi. Đi ăn táo đây. Ai đã làm vậy chứ? Mất công lắm đấy. Rambo, cậu có thấy cái cặp dứa yêu thích của tớ không? Rambo, chuyện gì vậy? Kitty làm hỏng đống lá của tớ. Tớ buồn lắm. Kitty, tránh xa cái cặp của anh ra. Kitty, đây là chiếc túi yêu thích của anh. Bây giờ nó hư rồi. Giờ sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em ấy khóc? Tiki, cô làm gì em ấy vậy? Tớ có làm gì đâu. Mình phải làm gì đó, dỗ cho em ấy nín đi. Hoàng tử Tiki, có lẽ cậu nên để em ấy lấy cái túi, như vậy em ấy sẽ nín khóc. Tiki, nào, đưa cho em ấy đi. Kitty, đây. Đó là giờ ngủ trưa, và tất cả bọn trẻ đều ngủ say. Mẹ, nghe có vẻ giống Kitty. Sao thế hả? Có chuyện gì vậy? Sao mấy lại khóc nữa? Kitty, đừng khóc mà. Tớ nghĩ em ấy nhớ mẹ. Tớ nhớ mẹ tớ quá. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng tôi có thể hát cho em ấy một bài hát ru. Tớ cá là em ấy sẽ ngủ lại. Hát ru? Tớ không biết bài nào. Tớ biết nè. Kitty, anh sẽ hát ru em ngủ. Hổ con im lặng nào. Đừng nói lời nào. Mẹ sẽ mua cho con một con chim nhại. Và nếu con chim nhại đó không hát, mẹ sẽ mua cho con một chiếc nhẫn kim cương. Và nếu chiếc nhẫn kim cương đó không lấp lánh, mẹ sẽ hát ru con. Im lặng nào bé con, đừng khóc. Kitty, tạm biệt các bạn đi. Kitty, ngày mai em không đến lớp sao? Hãy đến đi. Và anh sẽ mang cho em đồ ăn ngon. Nghe tuyệt đấy. Anh sẽ mang cho em đồ chơi xịn. Kitty, nếu em quay lại, em có thể lấy cái này. Được chứ? Cô rất vui vì tất cả các con đã vui vẻ. Khi Kitty lớn lên một chút, em ấy sẽ có thể đến mẫu giáo của chúng ta với tất cả các con. Thật á? Tuyệt vời. Kitty ơi, mai mốt đến chơi với tụi anh nhé. Xin chào các cậu. Các cậu đã bao giờ chăm sóc một em bé hơn mình chưa? Tớ cá là các cậu đã làm rất tốt.
Hẹn gặp lại các cậu lần sau. Tạm biệt. A new day with their old friends around every single corner. There's a